Đinh Quang Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 năm 2017. Breaking news của hầu hết các đài truyền hình và báo chí sáng hôm nay cho biết là vừa mới xảy ra một vụ đánh bom bằng xe tải ngay tại um, trung tâm của thành phố Stockholm ở bên Thụy Điển. Vụ nổ này xảy ra vào lúc 3 giờ chiều tính theo giờ tại địa phương mà tối thiểu 2 người bị thiệt mạng và một số rất đông người bị thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và bảo vệ an ninh cho Quốc hội của Thụy Điển nằm ngay trong cái vùng bị đánh bom. Tất cả mọi đường xe điện ngầm cũng như dân chúng ở trong khu vực đã được yêu cầu phải di tản. Thủ tướng của Thụy Điển là uh, Stefan Löfven ngay lập tức đã trở về văn phòng và ông nói rằng tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy rằng đây là một hành động khủng bố. Tòa đại sứ của Hoa Kỳ đã yêu cầu tất cả kiều dân của nước Mỹ tại Thụy Điển phải tránh đến cái khu vực vừa mới xảy ra cái vụ tấn công này. Thưa quý vị, tin của cảnh sát nói rằng chiếc xe truck mà lao vào trong đám đông đã bị ăn cắp cách đó vài giờ đồng hồ. Và giờ phút này thì người ta chưa biết số người bị thương và tử vong có lên cao nữa hay không. 8 giờ 45 phút ngày hôm qua tính theo giờ từ miền Đông Hoa Kỳ thì uh, hai khu trục hạm của nước Mỹ uh, tại uh, vùng uh, biển Địa Trung Hải đã bắn 59 hỏa tiến Tomahawk vào một cái phi trường uh, của Syria. Đây là hành động đáp trả sau khi mà đã có những cáo buộc cho biết là uh, chính quyền Syria của tổng thống Assad đã sử dụng máy bay uh, thả bom hóa học xuống một cái tỉnh phía bắc của Syria khiến cho vào khoảng 100 người bị thiệt mạng uh, trong đó có 20 trẻ em. Thưa quý vị, mục tiêu của tấn công là một phi trường nằm ở phía tỉnh Homs, phía tây của Syria. Các giới chức của Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu không phải là dân chúng, mà chỉ có máy bay và cơ sở phi trường bao gồm phi đạo đã bị chúng hỏa tiến. Bởi vì Hoa Kỳ nói rằng đây là một phi trường mà chính quyền của Tổng thống Al-Assad đã dùng để mà cất cánh những chiếc máy bay đánh bom hóa học xuống một cái tỉnh miền Bắc của Syria cách đây 2 ngày. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Red Tillerson trước đó nói rằng Uh, chế độ của Syria chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào vũ khí hóa học và trong khi đó thì tại hội đồng bảo an Liên hợp quốc bà đại sứ Mỹ uh, là bà Nikki Haley nói rằng nếu mà thế giới không có phản ứng nào thì Hoa Kỳ sẽ đơn phương hành động ngay lập tức thì một số dân biểu của Đảng Cộng hòa và dân chủ đã lên tiếng ủng hộ cái quyết định này của Tổng thống uh, Donald Trump khi ông ra lệnh cho hải quân bắn 59 hỏa tiến tomahawk vào trong Syria thưa quý vị tin tức cho biết là ngày hôm qua trong lúc buổi tối tính theo giờ địa phương tại florida khi mà tổng thống donald trump và lãnh đạo trung quốc tập cận bình vừa mới sắp sửa ngồi vào bàn ăn để dự bữa cơm tối trước khi bắt đầu khai hội thượng đỉnh sáng ngày hôm nay ngày thứ sáu thì tổng thống donald trump đã ra lệnh cho quân đội bắn hỏa tiến vào Syria. Trước đó ông đã tham khảo với những viên chức an ninh cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ và đồng thời loan báo cho một số đồng minh trong đó có nước Pháp, nước Đức và đồng minh của Do Thái biết là Hoa Kỳ sẽ có hành động như thế. Nước Nga cũng đã được báo trước một vài tiếng đồng hồ. Sáng hôm nay thì đã có một số phản ứng của lãnh đạo trên thế giới mà dữ dội nhất là của Tổng thống Nga Vladimir Putin ông Vladimir Putin yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải có một phiên họp khẩn cấp để mà xem xét tình hình hiện nay tại Syria. Ông nói rằng việc Hoa Kỳ mà bắn hỏa tiến vào Syria là gây hấn, nhắm vào một quốc gia có chủ quyền và đã dựa vào một cái lý cớ giả dối, tức là lý cớ cho rằng Tổng thống Al-Assad đã sử dụng bom hóa học. Ở phía bên Nga nói rằng đã có một thỏa thuận năm 2013 giữa Tổng thống Barack Obama nước Nga và chính quyền Syria là Syria ngưng tất cả mọi việc sản xuất và đồng thời phá hủy tất cả những cái kho vũ khí hóa học. Nhà cầm quyền Iran tức là một chế độ mà thân với chế độ tại Anas, um, tại Syria lên án cái hành động của nước Mỹ và nói rằng Hoa Kỳ đã dùng cái cớ để tiến hành các cuộc hoạt động đơn phương là một hành động nguy hiểm mang tính chất phá hoại và trái với luật pháp quốc tế. À, về phía Syria thì đài truyền hình nói rằng à, à, các hỏa tiến của Hoa Kỳ đã làm bị thương một số người và phá hủy một số những cái hanga tức là những cái nhà chứa máy bay tại cái phi trường này. Người ta chưa biết số thương vong ra sao. À, về các nước đồng minh thì hôm nay buổi sáng tiếng theo giờ tại Âu Châu, tổng thống Pháp François Hollande và bà thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra một thông cáo chung nói rằng tổng thống Syria là ông Anasat là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về diễn biến tình hình khi mà liên tục dùng đến vũ khí hóa học và những biện pháp nhắm vào người dân vô tội tại Syria. Chính phủ Pháp và chính phủ Đức xác nhận là đã được Hoa Kỳ thông báo trước về cái vụ bắn hỏa tiễn này. Các đồng minh khác của nước Mỹ như là Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái, Saudi Arabia, Nhật Bản cũng lên tiếng ủng hộ hành động của tổng thống Donald Trump. Riêng ông Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu thì cho biết là ông hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Còn ca ngợi Tổng thống Trump làm bằng cả hành động lẫn lời nói đã chứng tỏ cho thấy rằng Hoa Kỳ muốn có một cái biện pháp mạnh đối với chính quyền Syria. Riêng Trung Quốc bởi vì tối ngày hôm qua thì Tập Cận Bình ngồi ăn cơm với Tổng thống Donald Trump. Cho nên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có vẻ rất là nhẹ giọng trong vấn đề này. Chỉ nói rằng các bên nên tự chế để tránh cho tình hình xấu đi và Trung Quốc nói rằng lên án mọi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bất kể vụ tấn công nó xảy ra ở đâu trên toàn thế giới. Hôm nay thì um, phó đại sứ nga tại Liên hiệp quốc là ông Vladimir Safrankov thì nói rằng uh, cái vụ tấn công một hỏa tiễn này của Hoa Kỳ tại Syria sẽ gây ra những hậu quả um, tiêu cực và khi bị báo chí hỏi thế nào là tiêu cực, thì ông nói rằng hãy nhìn vào cái lịch sử trong đó có tình hình tại Iraq và tại Libya thì có thể rõ, chứ biết ông ta muốn đưa ra một thông điệp nào. Nhưng mà ngày hôm qua, vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh bắn hỏa tiến vào Syria, thì cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cũng là cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đó là bà Hillary Rodham Clinton, nói rằng Hoa Kỳ nên tìm mọi biện pháp để buộc uh, Tổng thống độc tài Anasat assad của Syria phải rời khỏi chức vụ này. À, bà còn nói rằng bà tin tưởng là Hoa Kỳ nên áp áp dụng một cái vùng cấm bay trên không phận của Syria. Và bà gửi một thông điệp cho nước Nga, bà bảo rằng hoặc là nước Nga ủng hộ nước Mỹ, hay là nước Nga chống lại Hoa Kỳ ở trong một cái biện pháp mà áp dụng cái no-fly zone, tức là cái vùng cấm bay trên không phận của Syria. Cho tới phút này đó, thì Hoa Kỳ vẫn đeo đổi một chính sách là đánh vào những cái thành phần mà khủng bố tại chiến trường Syria chứ chưa bao giờ nhắm vào chế độ của ông Assad cả. Nhưng mà sáng nay thì một số nhà bình luận ra nói rằng phải chăng Tổng thống Donald Trump đã đổi thái độ và đổi chính sách. Bởi vì ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Red nói nguyên văn rằng Tổng thống Assad không có một vị thế nào trong cái chính quyền mà do dân chúng Syria bầu lên trong những ngày sắp tới. Và bằng mọi cách thì Hoa Kỳ sẽ tìm cách remove, tức là tìm cách mà buộc cái ông Anastas này ra khỏi vị thế lãnh đạo giờ phút này. Người ta chưa biết tình hình tại CDA trong những ngày sắp tới ra sao. Thứ cái vì liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa ông Tập Cận Bình đó là lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc và tổng thống Donald Trump thì hôm nay hai người sẽ có một hội nghị thượng đỉnh và dự trù là sẽ rất là gây go liên quan đến tình hình tại Bắc Hàn, cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump vẫn cáo buộc là Trung Quốc đã có một cái chính sách trao đổi mậu dịch không công bằng với nước Mỹ và chưa kể là cái tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên cái vụ bắn máy bay, xin lỗi quý vị bắn hỏa tiễn ngày hôm qua của Hoa Kỳ và Syria đã làm lu mờ cái nghị trình họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sáng ngày hôm nay tại khu vực nghỉ mát Florida của Tổng thống Donald Trump. Bởi vì tin tức cho biết là ngày hôm qua trước khi một bước chân bắt đầu bàn tiệc đó thì Tổng thống loan báo về cái vụ đánh Syria và phái đoàn của Trung Quốc đã rời khỏi phòng họp vào lúc 9 giờ và sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc họp báo giải thích với báo chí rằng ông hành động như vậy là vì lý do tại sao. Hôm nay thì một số báo chí nêu ra một câu nói của ông Donald Trump có tính cách vui đùa thôi. Ông bảo rằng ông đã thảo luận khá nhiều với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng mà rốt cuộc ông chẳng hiểu ông Tập Cận Bình nói cái gì cả. Đó là một cách nói đùa của tổng thống Trump. Về phía bên Trung Quốc thì đã có những cuộc vận động giáo diết để họ hy vọng rằng với cái tính khí của tổng thống Donald Trump, ông tránh làm những điều gì bẽ mặt với lãnh đạo Trung Quốc là Tập Cận Bình. Và cuối cùng là tin liên quan đến kinh tế của nước Mỹ. Amazon loan báo là sẽ tuyển dụng 30.000 nhân viên trong thời gian sắp tới và những người này là những người làm việc uh, bán thời gian tức là nếu làm tối thiểu 20 tiếng một tuần ấy thì họ hưởng được tất cả mọi quyền lợi về bảo hiểm. Chúng như đặc biệt là sẽ được chương trình của Amazon tài trợ cho đi học những cái khóa để nâng cao um, kỹ năng của mình và những khóa học đó thì tiền do Amazon trả. Thì cái bị Amazon loan báo hồi tháng riêng vừa qua là sẽ tuyển dụng 100.000 công việc full time tức là toàn thời gian tại nước Mỹ trong vòng vài năm sắp tới đây, đưa toàn bộ nhân viên của Amazon tại Hoa Kỳ lên tới 200 80.000 người. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi tin cập nhật liên quan đến tình hình tại Syria của hội nghị giữa ông Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình trên báo Người Việt cũng như là trên Người Việt Online. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình điểm tin sáng thứ hai tuần tới.